Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 13 tháng 3, toàn tỉnh vẫn còn 534 học sinh phổ thông chưa trở lại trường học do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 94 học sinh đang cách ly tại tỉnh Quảng Ninh, số học sinh còn lại đang cách ly tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh khác. Nhằm sớm ổn định đưa đón học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện hai phương án. Một là đưa học sinh trở về và hỗ trợ học sinh triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở từng địa bàn địa phương. Hai là tỉnh tổ chức đón tập trung và bố trí cách ly y tế tập trung theo quy mô toàn tỉnh với những học sinh thuộc diện phải cách ly y tế tập trung trước khi trở lại trường học. Hiện nay, thành phố Hạ Long đã có chủ trương miễn toàn bộ chi phí cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho học sinh cùng người thân của các em, nguồn chi từ ngân sách thành phố và nguồn kinh phí xã hội hóa khác. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì phương án dạy học theo hình thức trực tuyến và bổ trợ thêm các hình thức học tập, củng cố kiến thức phù hợp khác đối với tất cả các trường hợp học sinh chưa trở lại trường học do trong thời gian thực hiện cách ly, để các em theo kịp kiến thức chương trình năm học.